Từ rất lâu trước khi em được sinh ra, trước cả khi có ông bà cố của em trên thế gian, trước cả thời đại của con người và các vì sao, và còn trước nữa, mọi thứ chưa bắt đầu, nhưng lúc đó đã có thần khí của Chúa. Thần khí bay lượn trên khoảng không bao la và vắng lặng, giống như cánh chim xinh đẹp bay lượn trên mặt nước. Em tự hỏi, nhưng làm sao tôi biết được điều đó? Tôi không bịa ra câu chuyện hoang đường này. Đây không phải là những điều mà các nhà khoa học nói. Họ là những nhà tri thức thiên tài, có thể khám phá sự vận hành của cuộc sống. Nhưng không ai trong số họ khám phá điều bí ẩn lớn này. Tại sao con người tồn tại? Tại sao có sự chết? Tại sao tôi trở thành chính tôi? Câu chuyện về thần khí của Chúa được viết ở trang đầu của cuốn sách kỳ diệu nhất thế giới, cuốn Kinh Thánh. Nó nói cho chúng ta biết, chính Thiên Chúa tạo dựng trời và đất từ thuở ban đầu, tiếp tục cho đến ngày nay và kéo dài mãi mãi trong tương lai. Kinh Thánh kể lại, thần khí của Chúa là nguồn gốc của sự sống. Thần khí là hơi thở của vũ trụ chúng ta. Bằng việc quý sự hiện diện của Thiên Chúa giống như một con chim khổng lồ bay lượn, Kinh Thánh muốn nói với chúng ta theo cách của các tổ phụ. Bởi vì đây là cuốn sách được viết ra trước chúng ta rất lâu. Nếu như từ ngữ của con người không đủ để diễn tả hết thực tại của thế giới, thì Kinh Thánh đã biết sử dụng hình ảnh để diễn tả chúng. Và như thế, Kinh Thánh có thể giúp con người, ngay cả con người trong thời đại chúng ta, hiểu được điều chính yếu của vũ trụ. Hãy tiếp tục lắng nghe Kinh Thánh. Kinh Thánh nói con người chúng ta chỉ là một nắm bụi đất, nhưng Thiên Chúa đã đặt hơi thở của Ngài trong chúng ta, và thế là chúng ta có sự sống. Chính vì vậy, có mối tương quan giữa Ngài và chúng ta. Mối tương quan này giúp chúng ta có khả năng nhận biết Ngài. Kinh Thánh cũng nói cho chúng ta biết rằng chúng ta có giá trị rất lớn trước mặt Chúa, đến nỗi Ngài muốn liên kết cuộc sống của Ngài với cuộc sống của chúng ta. Theo Kinh Thánh, cách đây khoảng 3.000 năm, Thiên Chúa tỏ bày ý định của Ngài cho dân tộc mà Ngài chọn. Trong số tất cả các dân tộc khác là dân Israel. Với dân Israel, Ngài hứa sẽ luôn ở bên cạnh con người, sẽ không bao giờ để con người rơi vào cảnh khốn cục. Đó là giao ước vĩnh cửu mà Ngài muốn thiết lập với con người. Một vị Thiên Chúa như thế thật đáng ngạc nhiên. Là Thiên Chúa, đáng lẽ Ngài không cần đến chúng ta, nhưng Ngài lại tỏ ra quan tâm đến chúng ta và chờ đợi điều gì đó nơi chúng ta. Đừng đáng buồn thay, giống như bạn, tôi và cả nhân loại, chúng ta đã trả lời Thiên Chúa bằng tiếng không. Ngay cả khi dân tộc Israel đã nhiều lần nói không với Ngài, nhưng Ngài vẫn nhẫn nại đợi chờ. Một sự kiên nhẫn sức mực so với Ngài, nó chẳng là gì. Thiên Chúa không bao giờ rút lại lời Ngài đã hứa. Ngược lại, Ngài còn đổi mới giao ước của Ngài. Cách đây khoảng 2.000 năm, trên đất Israel xuất hiện một người tên là Giê-xu, sinh sống ở vùng Nazareth. Người này chữa lành người mù, trả lại tự do cho người bị giam cầm. Trước mặt người, tất cả mọi người đều bình đẳng với nhau. Người có vị thế quan trọng cũng như người bần cùng. Khi người này giảng dạy, có rất nhiều đám đông kéo đến lắng nghe. Và như thế, những người có uy tín của Do Thái giáo sinh lòng ghen ghét. Con người này là ai? Vào khoảng năm 30 tuổi,
khi người đến lãnh phép rửa từ tay của ngôn sứ Gioan tản giả bên bờ sông. Có tiếng của Thiên Chúa từ trời vọng xuống: "Đây là con yêu dấu của ta." Ngay lúc đó, một con chim bồ câu đậu xuống trên người. Bồ câu xinh đẹp giống như con chim xuất hiện lúc tạo dựng trời đất. Vậy là lại có sự khởi đầu mới, sự khởi đầu đầy thú vị. Thời gian sau, Giê-xu bị đóng đinh trên cây thập giá bằng gỗ. Cái chết này dường như là dấu chấm hết. Nhưng một sự kiện lớn lao khác đã xảy ra. Các bạn hữu của người, trong khi đang khóc lóc về cái chết của người, đã nhận được tin đầy bất ngờ. Giê-xu đã sống lại. Đúng vậy, người đã chiến thắng sự chết. Lần đầu tiên, cái chết phải nhường bước cho hơi thở của sự sống. Điều này là có thật. Một thời đại mới được khai mở. Lúc đó, các bạn của Giê-xu sực nhớ lại những gì người đã nói với họ: "Ta trở về bên cạnh Chúa Cha." Đúng rồi, người thường gọi Thiên Chúa là Cha tôi. Dần dần, họ hiểu ra người chính là Thiên Chúa hiện diện cách bí ẩn bên cạnh họ. Thông qua người, Thiên Chúa nói lại giao ước của Ngài với nhân loại mà không để ý đến khiếm khuyết của con người. Và như thế, họ đã tin vào Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu sai họ đi loan báo tin người sống lại cho muôn dân trên mặt đất. Người thở hơi trên họ để truyền cho họ sinh lực của người. Và rồi, người trở về với Chúa Cha, còn họ thì hăm hở ra đi loan báo tin vui. Và công cuộc loan báo này vẫn không ngừng được tiếp tục. Ngày nay, công cuộc rao giảng tin mừng là sứ mạng của em, của tôi, của giáo hội và của tất cả những ai mang danh Kitô hữu. Đối với chúng ta, Cha của Chúa Giê-xu cũng chính là Cha của mỗi người chúng ta. Bởi vậy, chúng ta thuộc về gia đình duy nhất. Nhưng thật không dễ dàng chút nào để có thể sống hòa hợp với nhau như anh em trong một nhà. Lo lắng, ghen tuông, chiến tranh làm cho chúng ta bất hòa với nhau. Hơn nữa, chúng ta lại sợ phải chết. Cái chết thật nặng nề đối với chúng ta. Nhưng trong tất cả mọi thử thách, chúng ta phải biết tin tưởng, vì Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta ngay từ trong lòng mẹ, thì sao lại có thể bỏ mặc chúng ta được? Cái chết không phải là dấu chấm hết cho tất cả. Vậy chúng ta phải biết đặt niềm tin nơi Thiên Chúa. Lẽ dĩ nhiên, nếu chúng ta được nghe trực tiếp tiếng của Ngài hoặc biết được Ngài đang lắng nghe chúng ta sẽ vững tin hơn. Xin hãy đáp lời chúng con: "Lạy Chúa, chúng con cần đến Ngài." Chỉ là sự thinh lặng, chẳng có gì xảy ra cả. Hay là Ngài trả lời chúng ta dưới hình thức khác? Ngài đã từng nói cho chúng ta rằng Ngài sẽ hiện diện cách âm thầm và chẳng làm gì ồn ào. Ngài hiện diện giữa chúng ta, chỉ vậy thôi, cũng giống như hơi thở. Chúng ta thở không ngừng, nhưng chúng ta lại thường quên là chúng ta đang thở. Trong khi nếu thiếu hơi thở, chúng ta sẽ chết ngay. Nếu Thiên Chúa hiện diện, có thể Ngài đang lắng nghe chúng ta. Ngài đang chăm chú lắng nghe chúng ta mà chúng ta lại không nhận biết điều đó. Chính vì vậy, chúng ta cần đến đức tin của người khác để củng cố đức tin của chúng ta. Giáo hội của Chúa Giê-xu là điểm tựa cho chúng ta. Chính giáo hội giúp em khám phá Thiên Chúa. Giáo hội sẽ giúp em nhận ra dấu hiệu về sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống nếu em biết để tâm lắng nghe và tìm kiếm. Thỉnh thoảng dấu hiệu này bị mất hút, nhưng đôi khi em lại gặp lại chúng trong một lời nói tốt đẹp, trong một cử chỉ quảng đại hay trong một biến cố lớn. Nếu Chúa hiện diện, chúng ta được cứu giúp. Ngài là người yêu thương chúng ta, dù chúng ta giàu hay nghèo, khỏe mạnh hay bệnh tật, cô đơn hay có người giúp đỡ. Chúa khai mở tương lai cho chúng ta, cho chúng ta có anh chị em, cuộc sống thật ý nghĩa. Nhưng như thế không có nghĩa là chúng ta ngưng đặt câu hỏi. Chúng ta hoàn toàn có thể đặt 150, 1000,
hay 10.000 trăm dân câu hỏi nữa. Nhưng một làn gió đưa ta về phía trước. Làn gió làm cho ta nhẹ nhàng hơn. Làn gió chắp cho ta đôi cánh để tung bay.